À, chào mọi người nha, gửi mọi người dự định nhanh kết ngày 3 tháng 6 năm 2024 ha. Thì nha, anh em cũng biết là xem từ cái clip từ sáng nay của mình thì mình cũng có chia sẻ là ở trên Lavani á, nó hình thành cái mình đây 2 đáy vây kép đúng không, và hoàn toàn có lực lên cái vùng kháng cự 128m 129m đúng không. Nhưng mà chiến thuật là rất rõ ràng, khi mà đã xác định là thị trường nó sideways trong cái biên mục 128m 129m thì cứ lên vùng cứ lên vùng 128m là cứ bán chốt hạ tỷ trọng ha, cái này sẽ có lực bán, và cứ xuống 125m 126m là canh lại mua lại cái phần theo ngày đúng không. Có nghĩa là gì, mình đã chia sẻ với anh chị em từ sáng đúng không, và lúc đó mình có vẽ sẵn cái đường đi của vừa đi khung giờ đúng không, vừa đi khung giờ tạo hai đáy vây kép đúng không, và cũng đã ghi rất là rõ với anh chị em là khi mà chúng ta đã view thị trường sideways ha, chúng ta đã view thị trường sideways ở đây là ở khung tuần ha, là thị trường sideways đến mấy cái tuần thứ ba của tháng 6 đúng không. Ta đã view thị trường sideways thì dĩ nhiên là khi mà nó lên đến khoảng 128x thì chúng ta phải chuẩn bị chúng ta bán hạ tỷ trọng đúng không, hoặc là chốt lãi, chứ đừng có nghĩ là nó sẽ vượt 1300 hay là phải mua đuổi hay cái gì đó ha. Rất nhiều anh chị em cứ tới đó là hỏi mình là mua cái gì không, đây không phải là lúc mua, đây là lúc bán ha. Và anh chị em xem hồi sáng cái hình mình vẽ từ sáng đúng không, từ 7 giờ sáng nè đúng không, đó hình vẽ từ 7 giờ sáng nè, 7 giờ sáng nè, đó đạt ngay chỗ này đúng không, và coi kết quả của ngày hôm nay anh chị em thấy kết quả ngày hôm nay rồi đúng không, đây rất là kỳ lạ đúng không, đạt ngay cái chỗ mũi tên mình vẽ nè ha, ngay ở cái khoảng là 1280 đó, ngay khoảng lên quanh 1280 nè. Đó, thì tại vì sao, bởi vì bản chất của thị trường là sideways, anh chị em đừng có nghĩ đến chuyện nó sẽ vượt đỉnh ABCD gì quá sớm ha. Thứ hai là một ngày trống thông tin, nghĩa là thông tin thứ hai là thông tin đến từ chủ nhật, là từ thứ sáu tuần trước là chủ yếu đúng không, và khi mà Dow Jones chưa giao dịch thì sẽ có một cái ngày thứ hai luôn là ngày trống thông tin. Và bản chất của thị trường sideways 124x mà 129x nghĩa là gì, khi mà nó kéo nó phải có lý do, và khi mà nó đạp nó cũng phải có lý do, nhưng mà đó chỉ là lý do ngắn hạn ha, để mà thực hiện cho cái việc là sideways trong cái vùng đó ha. Rồi thì thị trường theo mình là vận động bình thường, không có cái gì là quá là đặc biệt, khi mà anh chị em đã xác định mua những mã mà an toàn đúng không, rồi chờ thời gian những cái vùng hỗ trợ và chờ thời gian cho nó bật thì anh chị em cũng thấy nó sẽ cần thời gian ha, rất bình thường. PDR, XD, những cái mã bất động sản này vận động rất là ok, thép cũng vậy ha, đang tiến tới vùng những cái vùng cản cũng tuần ha, cần thời gian để vượt qua thôi ha. Rồi chứng khoán bình thường, nói chung là rất bình thường, và anh chị em cứ đu những cái mã mà ai cũng hô là mạnh ha, ví dụ như PET đúng không, ai cũng hô mạnh đu vào thì nay thị trường tăng 18 điểm thì PET đỏ ví dụ như vậy ha. Cho nên là anh chị em cứ trước khi enter cứ bật cái khung tuần lên xem cái mã mà chúng ta định mua là nó nằm ở đâu, ví dụ như HSG mua được không, HSG muốn mua thì chỉ muốn mua ở đường MA 20 tuần ở đây đúng không, như vậy sẽ an toàn. Và đây là dĩ nhiên là những cái điểm mà mình đã khuyến nghị anh chị em mua đúng không, MA 10 tuần, MA 20 tuần đối với HSG. Rồi chúng ta kiên nhẫn, chúng ta chờ đợi, rồi lần lượt những cái mã như này nó sẽ về đỉnh tháng 4, đỉnh cuối tháng 4 hết, đúng chưa. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều, thị trường hoạt động bình thường, chưa có cái gì đặc biệt. Có một điểm đặc biệt là nước ngoài đã giảm gì, giảm bán, và nước ngoài đã giảm bán, và đặc biệt là vào cái cuối phiên ngày hôm nay đúng không, cuối phiên hôm nay có đoạn đạp xuống khoảng 127x đó, thì bắt đầu nước ngoài tăng mua đúng không, từ 14:22 đang bán 344 thì còn 288, sau đó còn 245, có nghĩa là từ mua khoảng 100 tỷ trong đoạn này ha, 100 tỷ trong đoạn này. Rồi trước mắt là như vậy ha, tiếp tục theo dõi, nói chung là thị trường vẫn sideways thôi. Anh chị em cứ bám chặt cái view và sideways đến khoảng tháng 3 đúng không, xin lỗi, tuần thứ 3 của tháng 6. Ai quan tâm cứ tham gia vào room miễn phí liên quan TikTok nha.